các anh em, đây xe bị kẹt rồi. Để em BOT nên an, đặt tài sản lên Lộc thì sẽ nên hòa tỉnh Khánh Hòa. Đây, tôi hôm nay không đi xe nữa, tốn qua trạm nhiều tốn tiền quá. Đó, anh em cùng đồng lòng nói lên tiếng nói chung là sẽ bị kẹt thôi. Mình phản đối giao thông ôn hòa đúng pháp luật rồi thôi, không gây rối an ninh trật. Phản đối nha, bằng hình thức dùng tiền lẻ, trong ôn hòa, giao dịch dân sự với BOT, giữa người đi xe và BOT. Không ôn hòa đúng pháp luật bằng hình thức dùng tiền mình giá nhỏ do ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành đang có giá trị lưu hành thì mình sử dụng thôi, giao dịch dân sự với BOT thôi. À, bữa nay đầu tháng chắc mấy anh em đó thấy rồi, mấy anh em cùng đồng lòng nói là chúng nói chung rồi. Kẹt luôn, tôi qua tôi nói cho mấy anh em thôi. Xe kẹt dữ dằn rồi anh em ơi, bà con cô bác ơi, nhờ anh em bà con cô bác cùng đồng lòng chung tay phản đối BOT. BOT đặt sai thu phí cao, không miễn giảm phí cho dân địa phương mà sẽ biết công cộng vì ấy thôi, người dân đồng lòng phản đối thôi. Phỏng vấn người dân, em phỏng vấn cho anh hỏi cái, ví dụ như đây em thấy trạm BOT này nó bắt cặp không, nó có hợp lý không? Người dân mình bị ảnh hưởng đúng không? Trả lời ý là cái trạm BOT này em có thấy bắt cặp không? Người dân em bị ảnh hưởng mà. Rồi tôi đợi nó chờ. Rồi. Cái này. Đây nha, đó. Nhờ anh em cùng đồng lòng chung tay phản đối trạm BOT này. BOT Ninh An nhưng đặt tại xã Ninh Lộc thì sẽ Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa nha. Lúc trước là thu trước cho dự án hầm điều kẻ 3 năm. Nha. Mà bây giờ lại di dời vào đây là sao? Ai ký quyết định di dời? Và tại sao lại nâng cấp cải tạo mặt đường quốc lộ 1? Phí đường bộ người dân đã đóng rồi, thuế cước bạ xe người dân cũng đã đóng rồi, thuế xăng dầu người dân cũng đã đóng rồi, tại sao lại thu phí tới 25 năm? Đây, nhờ anh em cùng đồng lòng chung tay. Đây, chú trời ơi, kẹt xe quá trời rồi, kẹt xe cả mấy cây số rồi mà. Hồi nãy giờ anh thấy kẹt xe ngoài đó là bao nhiêu cây số rồi anh? Tổng cỡ 2 cây số không? Hai cây hả? Kẹt đó, bà con thấy không? Kẹt xe 2 cây mà nó không trả trạm. Chỉ là mời công an mời thằng này lên, bạc đó 50 triệu mời thằng chủ BOT này lên. Quy định là kẹt xe trong vòng bao nhiêu km là phải xả trạm mà thằng này nó không xả trạm nha. Em đi ngoài đó vô thấy kẹt xe nhiêu cây rồi? 5 cây. Ủa mấy cây? 5 cây á. Ủa 5 cây rồi hả? Đó thấy chưa? Hồi nãy là 2 cây, bây giờ tới 5 cây rồi. Em ơi, ví dụ em là người dân, em thấy cái trạm BOT này nó bất cập không? Nó bất hợp lý không? Bất hợp lý quá anh ơi. Người dân mình có bị ảnh hưởng trực tiếp không? Ảnh hưởng trực tiếp luôn anh. Thấy không? Đó, người dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Thấy người dân đó. Đó. Rồi, người dân quá bức xúc rồi thấy chưa? Bức xúc mà. Mà quy định là kẹt xe bao nhiêu km là sẽ trạm hay vậy anh em? Ủa em là người dân ở đây em thấy cái trạm này nó hợp lý hay không? Không anh ơi, trạm này nó không hợp lý thế nào hết. Ví dụ như là không hợp lý cái gì? Nó là nó đã đặt sai vị trí và nó thu tiền rất là cao. Hiện tại ngày này là tụi tôi ở cách đây chỉ như 1 km thôi. Ngày tụi tôi đi lại qua lại rất là nhiều. Cứ mỗi lần đi là 35.000. Nên là tụi tôi rất là bức xúc. Mong muốn của anh là sao? Nhờ các cơ quan chính phủ vô cuộc làm cho rõ cái chuyện này,
giải quyết tâm tư nguyện vọng của mình, tâm tư nguyện vọng của bà con ở xung quanh trạm. Nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết. Rồi, rồi cảm ơn anh nha. Đó. Chạy rồi, quay đây, quay đây. Ồ, chạy trạm nha em. Ô, mừng quá. Chạy đi. Đó, cái ông mà bữa trước ông nói là mình đưa tiền lẻ vui thì giống này ông vui rồi. Thôi, người dân qua. Rồi, đây, bên đây mở ra nha. Người dân qua không tốn tiền. Ok. Không đồng lòng. Nói lên tiếng nói chung. Để mà đòi lại quyền lợi chính đáng hợp pháp của mình. Chứ mình không có gây rối an ninh trật tự hoặc là chống phá nhà nước hoặc là làm bất cứ quyền gì sai sai phạm hết nha. Nó chặn lại nữa, xe nhỏ thì nó ấy mà xe lớn thì nó chặn lại, nó sẽ nãy nó sẽ đâu bây giờ chặn lại, anh chạy qua luôn. Để mình quay qua mình hỏi nha. Kẹt xe là 2 km rồi mà không sẽ đạm, sẽ đạm cho mấy xe qua thôi. Mà bây giờ là xe đây là anh thấy cái đạm này nó bất hợp lý không anh? Xe mà sao là xe bây giờ lại gì vậy? Mày nãy xe đạm kẹt, chị thấy kẹt đó bao nhiêu km? Kẹt ngoài đó mấy km rồi chị? 3 cây số. Bây giờ bà con các bác nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc. Đáng lẽ kẹt 3 cây số là phải xe đạm mà đạm này vẫn giữ ra. Không xe. Tên anh An. Không sẽ trạm. Mình phản đối trong không đúng pháp luật rồi thôi nha anh em. Lâu quá không gặp. Bữa nay là mình không có đi. Mình mới đi qua tốn tiền quá. Giờ không đi nữa. Kẹt mấy km rồi mà không sẽ trạm. Đó mình đi ai mình coi thử kẹt kẹt 3 km. Mình đã mới hỏi người dân là kẹt 3 km rồi mà nó không sẽ trạm. Bức xúc quá. Kẹt 3 km rồi mà không sẽ trạm không? Rồi. Sẽ trạm rồi. Giao dịch dân sự với bờ thôi. Nó sẽ trạm được một chút thôi anh em, rồi nó tiếp tục thu lại rồi. Đi đang kẹt, quá trời kẹt rồi. Anh này là con ha. Nó sẽ trạm một chút rồi, đang thu lại nữa. Đó. Xe buýt nè, xe buýt công cộng nó vẫn thu tiền nè. Xe buýt công cộng mà nó vẫn thu, không miễn giảm. Rồi, cùng đồng lòng chung tay phản đối. Phản đối đến khi nào nó miễn giảm phí giao địa phương và xe buýt công cộng mới thôi. Tất cả những và giảm giá vé xuống cho tất cả những xe lưu lượng giao thông qua đây. Rồi miễn bao nhiêu phần trăm cho những km nào đó. Hoặc là thanh tra chính phủ vào thanh tra thử cái trạm BOT này đặt cái đúng vị trí hay chưa. Rồi nó thu phí cái gì có hợp lòng dân hay không? Nó thu phí tới 25 năm có hợp lòng dân hay không? Mình hỏi mấy người rồi á, mình hỏi mấy người dân ở đây rồi. Người ta nói là thu phí quá cao. Ủa chờ mình hỏi. Anh ơi, cho hỏi kẹt mấy km rồi? Kẹt mấy cây số rồi? 4-5 cây mà không sẽ trạm hả? Rồi trạm BOT Ninh An này là kẹt 4-5 cây số rồi mà không sẽ trạm nha. Đó người dân này, tài xế xe nè nói nè. Nó quay chiếc tông kìa, chiếc tông kìa, nó đẻ người ta đi gần 140 rồi mà đẻ tới 200. Đó bộ luôn. Mấy cái số rồi mà không sẽ chịu sẽ đẹp.
Anh ơi. Đó. Mời các cơ quan, các cơ quan vào cuộc thanh tra kiểm tra. Mời các cơ quan nhà nước vào cuộc thanh tra kiểm tra tất cả các trạm BOT trên cả nước nói chung và trạm BOT Ninh An, đặc tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa này nói riêng nha. Chủ trương BOT, tôi nói là chủ trương BOT của chính phủ là đúng, rất là đúng đáng, trong khi ngân sách nhà nước hạn hẹp thì kêu gọi nhiều nguồn vốn từ dân, từ các doanh nghiệp thì đúng. Nhưng mà từ cái chủ trương đúng đắn đó đi xuống với lại cái BOT này nó sai rồi, nó bất cập rồi. Quá nhiều bất cập, người dân cần phải nhờ các cơ quan cần phải giải quyết. À, cứ chạy ra bóp rồi. Nó vẫn thu tiền nha anh em. Anh ơi, cho em xin cái vé coi. Cái vé mình thu bao nhiêu, anh thấy bất cập không? Cái trạm này thu bao nhiêu tiền, như công anh á. Những trạm khác thu nhiều, 108 đúng không? Đó, anh thấy bất cập không? Bất hợp lý không? Quá bất hợp lý đúng không? Mình không? Làm đúng pháp luật thôi chứ mình không làm gì hết. Ok. Để trạm kẹp, đây là nhân viên nè, kẹp xe 4 cây số rồi, mình hỏi rồi. Mà nhân viên không chịu để trạm nha. Đây, đây, không chịu để trạm. Nhân viên nè, không chịu để trạm nè. Anh lấy cái trạm này nó bất hợp lý không? Nó thu bao nhiêu tiền? Nó thu xe công anh bao nhiêu? 108. Trạm này 200, 200 hả? Những trạm kia bao nhiêu? 108, 106 à. À, vậy là trạm này nó thu phí quá cao đúng không anh? Bất hợp lý quá phải không? Rồi, trạm BOT Ninh An. Mà sẽ thành lập thì sẽ thành hòa, tính thành hòa này nha. Đó, mình phải hỏi đàng hoàng luôn chứ đâu có mình hỏi đây. Trời ơi. Mấy chục tin số rồi mà không được trạm. Mình đứng mình hỏi bình thường trên cái giải phân cách, mình không gây rối an ninh trật tự hoặc chống phá nhà nước gì hết. Nha, mình đứng trên đây nè, giải phân cách đây nha bà con. Đó, giờ nó rõ ràng, đã bất công nói là mình cản trở giải quyết gì đó. Vẫn thu phí kẹt mấy cây số rồi. Kẹt mấy cây hả? Kẹt mấy cây số rồi? 75 ý là mình đi vào đó nãy giờ kẹt mấy cây số hả? À, thấy chưa? Quá bất cập mà chịu nổi. Nè, tôi đứng lên trên cái giải phân cách nha anh em. Đội trưởng có không nói tôi mời tôi lên là cản trở rồi gì đó nữa. Đây nè. Tôi không có làm gì bất cập. Bằng cách đây mình đứng trên đây không có làm chỗ đó nên trật tự gì hết. Mình đứng ở giải phân cách nha mấy anh em. Đây nè, cái giải phân cách giữa hai cái trụ nè đó. Đó, hai trụ nè, chưa mình không phải là đứng dưới làn đường nha. Rồi, ok, mình chỉ quay trực tiếp cho mấy anh em biết thôi. Kẹt mấy cây số rồi, anh kêu anh không kêu là anh công an xã đúng không? Sao anh không kêu là xã trạm, nhân viên xã trạm? Đây nè, là chủ đầu tư hay là cái gì đó tôi không biết. Cái đó nãy các bạn thấy không? Cái container của người ta, những cái trạm khác mình quay luôn đó. Người ta thu có 160 tới 180 thôi. Còn ngày này cái trạm BOT Ninh An, đặc xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa này nó thu tới 200 ngàn. Nha, đó những container như này. Thu 200. Hả? Tới trạm cabin để mình hỏi cái ấy chứ. Để mình hỏi giá vé chứ. Mình tới trạm cabin để mình hỏi cái giá vé thôi chứ mình không có gây rối nên từ từ. Đó người ta trả tiền bình thường rồi xong mình vẫn đi. Để mình biết cái giá vé của nó là cái thu như vậy nó cao hay không. À. Rồi. Thôi. Quá cao. Quá nghẹt đường luôn rồi. Ai bắt hợp lý.
đây thi công như gì á là nó thu tới KTV vào cuộc, ok, VTV3 luôn rồi, VTV3 vào cuộc luôn. Hết nha, điều kẹt đường nè, kẹt đường hết đây. Kẹt quá trời kẹt rồi mà nó không chạy. Thấy bất cập không? Đây, mình đứng trên là đường luôn, đứng trong là trong làn đường nha. Quay thôi, không gây rối an ninh trật tự, không làm cái gì hết đây. Đó. Nhờ các nhà báo, các đài truyền hình, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết tâm tư nguyện vọng bức xúc của người dân quanh các trạm BOT nói chung và trạm BOT Ninh An đặt tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa này nói riêng. Kẹt quá trời kẹt rồi mà nó không thể làm đâu. Thôi giờ mình đi bắt tôm. Giờ mình đi đây bắt tôm. Đó kìa. Kìa hết. Ui giờ kẹt quá, giờ kẹt nó không thể là được. Nó tận thu đến hết được hết đát luôn mà. Nhờ cái cơ quan có sớm vào cuộc cứu. Nãy nó xẻ trạm, hồi nãy nó xẻ trạm được có đâu ăn xíu à. Xong nó đóng lại. Đóng lại giờ thì tiếp rồi. Quá giờ công rồi. Những cái container, những xe trên 18 tấn đi qua đây rất bức xúc. Ở những cái trạm thu phí kia người ta đưa nó, người ta trả phí chỉ có 160 đến 180 thôi. Nhưng mà trạm BOT này cái nó thu phí có từ chiếc xe mà 18 tấn trở lên lớn á là nó thu tới 200 ngàn, như vậy nó thu phí quá cao. Còn giờ thanh tra chính phủ vào thanh tra coi thử vị trí đặt trạm nó đúng chưa, sao người dân địa phương như tôi đi có chưa được 1 km mà nó không miễn giảm phí cho giao địa phương và xe buýt công cộng là sao. Còn thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường nói với nhà báo Mai Hà số ra ngày 14 tháng 4 năm 2017 luôn, nói là về cơ bản chúng tôi sẽ miễn giảm phí cho người dân các xã quanh trạm và là một miễn 100% và giảm 50% cho hai huyện lân cận. Mà sao không thấy miễn giảm? Tôi người dân địa phương tôi chờ lâu lắm rồi, cả năm mấy nữa rồi tôi cũng đã trả tiền bình thường, nhưng mà bữa nay tôi chạy hết nổi rồi, tôi bức xúc quá rồi, chịu hết nổi rồi. Đây anh em bạn hữu đường xe nha, chào tất cả anh em bạn hữu đường xe nha. Người dân chúng tôi bức xúc lắm. Bức xúc quá thì phải lên tiếng đòi lại quyền lợi chính đáng hợp pháp của mình thôi. Nhờ các cơ quan nhà nước sớm vào cuộc giải quyết tâm tư nguyện vọng bức xúc của người dân. À, mong nè, tôi là người dân luôn, mong có một cuộc đối thoại công khai giữa ba bên, người dân, chủ đầu tư BOT và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong đó phải có nhà báo nè, nhà truyền hình nè vào cuộc để mà trả lời những câu hỏi của người dân chúng tôi và giải quyết hết tất cả những bức xúc của chúng tôi. Theo một cái hướng là có lợi cho cả ba bên, nhà nước thì mình cũng có lợi rồi, chủ đầu tư cũng có lợi và người dân cũng có lợi luôn, theo hướng có lợi cho ba bên nha. Mong cho nhanh sớm giải quyết. Còn cái ông tư gì mà bữa nói là mình đi công việc ở trong miền Tây mình không trả tiền lẻ mấy ngày á, rồi xong cái mình về cái ông nói chú nay ông về là vui rồi, trả tiền lẻ nhiều vui rồi. À, vậy mình muốn làm cho ông vui thì mình trả tiền lẻ thôi. Ai người làm cho người khác vui là niềm hạnh phúc của người ta vui thì mình cũng hạnh phúc theo, đúng không bà con?
mong bà con chia sẻ rộng rãi ra các cơ quan nhà nước sớm vào cuộc giải quyết tâm tư nguyện vọng bức xúc của người dân nha. Đây tôi đứng ở bên này, tôi quay qua đây. Thôi để tôi ra tôi coi thử kẹp bao nhiêu km nha. Tôi quay cho anh em coi luôn. Tốn tiền thêm 35.000 nữa. Tới lùi hoài, tốn tiền quá. Nhưng mà vì một cái tương lai sau này mình phải cùng đứng lên đồng tình với anh em, nói lên tiếng nói chung của mình thôi. Quay lại chưa anh em? Nó bị ấy màn hình không? Rồi màn hình bị sao rồi? Mày đứng rồi, nghe không được ta. Ở đây đây. Nhờ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, Bộ Giao thông Vận tải nước Việt Nam xây màn hình đâu không thấy bị lòng ngược hả bà con anh em. Lòng ngược tôi đã nghe, tôi quay đi. Sao vậy ta? Được không? Rồi gì bà con thấy chưa, anh em thấy chưa? Ở đây thì không thấy, ok chưa? Rồi đó, nhờ các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết tâm tư nguyện vọng của mình nha. Rồi dù vui là vui rồi quá. Vẫn còn kẹt xe nhiều lắm nha anh em, bà con cô bác. Bây giờ anh em mà còn bác thấy không? Quá chắc kẹt rồi. Giờ sao? Kẹt quá trời rồi. Thôi giờ anh đi bắt tôm nha. Ủa sao vậy, anh em biểu tình đông quá không? Ủa sao mà giờ anh em biểu tình đông dữ không biết. Không phải biểu tình mà đây là người ta kêu là đồng lòng phản đối, đúng ủng hộ đúng pháp luật bằng hình thức dùng tiền mệnh giá nhỏ đó, không có phải biểu tình đâu nha. Rồi đi, mình đi bắt tôm. Ơi
Đây nè, mình đi ra rồi mình sẵn mình quay mình quay coi thứ nó kẹt bao nhiêu km mà nó không sẽ trạm cho nha. Đang ấy nha, chưa từ đây. Bây giờ các đội hình sự nó ra. Ừ. Để đang lóc. Ừ. Cho lên lóc đi. À, trẻ chú Tư bữa qua con mượn chú Tư, con mượn bữa qua con mượn chú Tư 100 á. 100 gì? 100 ngàn nè, bữa hôm qua con mượn chú Tư. Rồi ok, rồi, trả chú ok. Cái á, cái còn cái nào để đó vậy, chừng 100 cũng phải ra tiền bàn hoàng chứ. Trong kia đã kẹt bụng đó. Không, cái nào để đó đàng hoàng, anh em, 100 ngàn cũng có tiền chứ, không phải không tiền á. Rồi. Nó bị thấy màn hình nè, nó bị xây màn hình ha. Ừ, rồi anh em ta cùng hành quân ra mặt trận. Nâng cấp càng tiếng quá hát nữa mà cũng ráng hát cho anh em nghe. Nâng cấp cải tạo đường ai đời thằng bót Ninh An sao mang vào Ninh Lâm. Lái xe phải găm bánh mì có khai đấu hiệu cho mình mọc tiền mà nát tan lòng. Chào em, chào em thu phí. Hai mươi lăm thằng bót nằm đây khắc sâu trong lưng nhớ sâu trong đầu bộ giờ ở đâu khi nào lên tiếng. 25 năm phải làm sao đây, tính năm tính ngày biết bao nhiêu tiền nói hỏi cũng như không. Tiền ta tiếc chiến thêm lần này, ôm cả cục lẻ tiền để rồi đến bốn Ninh An xem giờ này thế nào. Từng tơ em đếm đếm xong nắng cả khôi lòng, đếm xong nước mắt lưng tròng, tiếc tiền tao chiến với mày. Từng tơ em đếm đếm xong nắng cả khôi lòng, nát khôi lòng luôn, chắc đi bác sĩ quá. Đếm xong nước mắt lưng tròng, tiếc tiền tao chiến với mày. Bao nhiêu em? 21 tuần. Đếm đàng hoàng chứ trong này nó có ấy nha em. Nó có camera quay. Cái gì vậy? Cái gì ông ẹo nó vậy? Lộn cái lão vô nó rồi. Bốc xúc quá dân, bốc xúc rồi. Dư hả? Phải không á? Đếm ấy là chứ định nó nhanh cho đỡ kẹt xe em. Rồi, okay. Rồi, cảm ơn em nha. Xin lỗi làm phiền em quá. À.
em mà như anh cách nhà cách km như anh thì em cũng bức xúc vậy thôi đúng không? Nhà mình á cách cái trạm này có một chưa được 1 km mà nó không miễn giảm phí cho dân địa phương mình và xe buýt công cộng, quá bức xúc, người dân mình quá bức xúc rồi, xúc quá thì chúng tôi cùng đồng lòng lên tiếng phản đối để mong cho các cơ quan nhà nước sớm vào cuộc giải quyết tâm tư nguyện vọng bức xúc của mình chứ, trong phản đối trong ôn hòa đúng pháp luật nha, bằng hình thức dùng tiền mệnh giá nhỏ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành đang có giá trị lưu hành nha, chứ nếu mà không có giá trị lưu hành thì mình không làm rồi, đang có giá trị lưu hành thì mình giao dịch dân sự với BOT thôi, giao dịch trong ôn hòa đúng pháp luật, không làm gì sai trái, không có gây rối an ninh trật tự hoặc là làm bất cứ việc gì sai trái, pháp luật là mình phải thượng tôn, mình là người dân yêu nước mà. Đó, đẹp quá trời rồi đó. Chào tất cả anh em bà con cô bác, giờ tiếp giờ đi ra đón con. Con nãy giờ nó ngồi ở ngoài trường không có ai đón hết. Con nãy giờ mà kẹt xe quá đi không được. Giờ phải ra đón con đây. Ha. Đang xe đang kẹt. Xe có trạm BOT Ninh An đặt tại xã Ninh Lộc thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa này vẫn đang kẹt. Trạm BOT này vì người dân quá bức xúc. Bức xúc không gì không, người dân đi có 1-2 km mà không miễn giảm với dân địa phương và xe buýt công cộng. Bức xúc vì trạm này đã thu phí quá cao. Và bức xúc vì cái vị trí đặt trạm. Tại sao trạm Ninh An lúc thu trước cho dự án hầm Đèo Cả 3 năm thu xong sao không dỡ bỏ hoặc là chuyển giao cho nhà nước và lại diễn vô đây thu phí tiếp là sao? Nâng cấp cải tạo quốc lộ 1, nói là nâng cấp cải tạo quốc lộ 1. Nâng cấp cải tạo quốc lộ 1. Chúng tôi có phí đường bộ rồi, thuế cước bạ xe rồi, chúng tôi mua chiếc xe. Ví dụ đóng 10% rồi, chúng tôi mua chiếc xe 1 tỷ đóng 100 triệu rồi. Rồi thuế xăng dầu đâu? Chưa nói là những chiếc xe mà nó mua nó nhập nước ngoài về đó 2 tỷ là nó đóng thuế 100% là 2 tỷ nữa, những cái thuế đó nằm đâu? Phí đường bộ nằm đâu nè, tôi hỏi là phí đường bộ nằm đâu, thuế của bãi xe nằm đâu, thuế xăng dầu nằm đâu, sao không cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 nha. Còn nếu mà những dự án BOT nào đúng cần thiết thì mình ủng hộ hơn nên, còn những dự án BOT nào bất cập thì mình đồng lòng phản đối, chứ không phải là trạm nào mình cũng phản đối nha anh em. Đây là mình nói lên bức xúc tâm tư nguyện vọng của mình thôi, mong các cơ quan nhà nước sớm vào cuộc giải quyết tâm tư nguyện vọng cho người dân. Đang đi ra đón con mà bị xe bị kẹt quá không đi được. Đón con mà xe kẹt quá không đi được rồi bây giờ là phải ấy nè, đây nhờ giao thông rồi vô phân luồng xe. Để đi đón con. Đây. Tuân thủ, mình phải tuân thủ luật lệ giao thông nha anh em. Làm gì làm đúng giao thông pháp luật rồi thôi. Không đúng, tranh thủ đây đón con đông quá, đi đông quá, làm gì làm phải đúng pháp luật, tuân thủ đúng nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, thượng tôn pháp luật được. Không làm gì sai trái để mất ninh trật tự được rồi nha. Chào cô thu phí xinh dạ, đẹp bao nhiêu tiền em? Dạ 35 ngàn ạ. 35 em nhanh cho anh đi đón con với lộn em dạ. Trả 1 2 3 4 để 5, con anh ngồi đó nó chờ không có xe buýt nãy giờ vô không được. 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, đây. 19. Giao thông đang vô thành ở đây, anh ông anh phát trạm của anh. Này ở đây. 19 anh ơi. Chào chú anh. 19 hả? Dạ 19 ạ. 20. 1 21 đúng không? Em nhanh cho anh về nha. Dạ. 22. 23. Đảm gì làm phải thượng tôn pháp luật nha anh em, không gây rối an ninh trật tự hoặc chống phá nhà nước gì nha. Cái gì phải đúng. 25. Cùng đồng lòng phản đối bằng hình thức dùng tiền mình với nhỏ này nè. 26. Để gọi là gì ta? 27. Giao dịch dân sự với BOT nè. Nói quá giờ. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Ủa? Sao giờ nó đưa 35 ngàn mà sao có 33 ấy? 33 anh ơi. Vậy đưa lại anh. Có 33 hả? Dạ 33 ạ. Đục sao giờ anh đưa 35 mà sao giờ còn 33 trả? Không lại 165 chị. Anh vợ nó đưa 35 ngàn mà giờ còn 33 à. Chết mẹ chứ giờ sao? Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn nha, xin lỗi làm phiền nhiều nha. Xin lỗi mấy anh em hết nha. Mà không đủ tiền hả? Không đủ tiền, đục vợ nó đưa 35 mà mất hết 2 ngàn. Nhờ các cơ quan sớm vào cuộc giải quyết tâm tư nguyện vọng bức xúc của người dân mình quanh cái trạm BOT này. Còn sao vợ mà nó đưa 35 mà sao giờ còn 33 lại tệ theo ta. Chết rồi. Anh em cùng chung tay ủng hộ phản đối BOT ha. Kẹt cục tạm bêu tên anh An, kẹt cục bộ rồi nha anh em, bà con, cô bác.